12 giờ ngày 22 tháng 4 tôi sẽ giveaway hai con cho anh em với hai nội dung khác nhau. Một là top donate tuần. Hai là top tương tác tuần trong group HND anh em nhá. Tham gia group HND. Mại dô. Đúng rồi. À, sắp đến giờ Hoàng Đạo. Sắp đến giờ Hoàng Đạo quay giveaway rồi nè. Làm sao để ghi danh giveaway? Trước hết là đầu tiên là phải qua bước 1, bước gửi xe là phải cho group HD bạn ạ. Đúng rồi. Sau đấy thì sẽ bắt đầu mình có những cái tương tác, mình comment góp ý, mình comment tư vấn, mình đăng bài hỏi đáp, mình đăng bài chia sẻ. Đấy. Facebook em đăng hơn chục bài trong group à. Tôi mới chỉ cho anh em cái này. Nhưng mà trước tiên là chúng ta vào cái phần là top đóng góp. Ok. Top đóng góp được ấn định vào 12 giờ trưa ngày 15 tháng 4. Top đóng góp của Group chúng ta. Đó. Đúng giờ luôn. Đúng giờ phải vào check cho anh em chứ làm sao mà để anh em thoát tội được. Đang là một chuyện có được duyệt không lại chuyện khác. Ôi. Thường thì mình duyệt đến 99% những bài đăng bạn, nếu mà nó tuân thủ FAQ. Kiếp thì trẻ trâu anti nó vào nó đăng bài chửi admin mà các bố còn duyệt nữa là cứ lo không được duyệt. Ơm chửi admin sới sợi cơ không ạ? Mà các bố còn duyệt nữa là cứ lại cứ thế thôi. Mấy cái ông mà cứ bàn lùi. Có content để đăng thôi. Anh yên tâm. Quốc Cường, à, đừng buồn. Nhiều khi vừa đăng xong là một phút sau đã thấy lên group rồi. Đây, Tuấn Lê. Úi giời, kia có Việt Kỳ. Việt Hoàng. À, Việt Hoàng tuần trước là cũng có nằm trong top này. Đúng rồi, cái bài đấy cường. Mình ngó lơ rồi, mình không approve đâu. Chắc ngó lơ rồi. Xem có app khác nào thấy hay hay không. Và đâu vẫn có một app thấy hay thật. Tống Trung Anh. Đấy. Như vậy là thứ tự giveaway nó có thay đổi mà anh em. Tiến Thành là tuần trước là có rồi, cho nên tuần này là sẽ nhường slot cho bạn top 6. Đấy, Tiến Đạt với Zidu là đang leo top rồi này. Zidu hôm trước là top 6, hôm nay tụt xuống top 8. Đen. Như vậy là bạn thiếu tiền. Sao tên này thiếu tiền, ăn giveaway chuẩn quá. Thiếu tiền chứ. Tên ác thật đấy. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ x 10 lần lên anh em nhá. 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10. Yeah. 10 lần, sau đấy mình sẽ trộn 10 cái luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chà, ok, cứ để đấy. Làm sao để leo top được này anh em này. Thứ nhất, ví dụ như ông Tuấn Lê này, ông ấy top 1 là vì ông ấy đăng rất là nhiều bài. Đấy, ông này ông ít khi tương tác với người khác, ít khi like comment của người khác. Thả bình luận cũng tương đối nhiều. Đấy, đăng rất nhiều bài, thả bình luận nhiều, ít like. Ông Việt Hoàng này là chúa tể comment dạo, không đăng một bài nào. Đấy, nhưng mà comment rất nhiều, cũng hay like cho người khác. Đấy. Ông Steve Cường này là hài hòa. Đấy, có đăng, có like, có comment. Ông Trung Anh này thì cũng cỡ đó ạ. Yeah. Cái cách đăng bài làm sao để mà được chấm điểm cao. Khổ lắm rồi. Để tôi chỉ cho ạ. Ví dụ đi. Đây là một bài đăng vào 12 giờ trước. Lâu lắm trai hát danh các thứ. Thứ nhất là khoe danh, khoe đội hình các thứ. Anh em thấy không? Khi mà anh em khoe danh, khoe đội hình các thứ thì có rất nhiều người. Thứ nhất là có những người ta muốn học hỏi mình. Cái người ta vào người ta sẽ là bác cho xin chiến thuật đi. Đấy. Có những ông nguy hiểm hơn.
vào bắt đầu là tìm xem là có cái gì đấy để chê đấy, ví dụ như là anh em nào mà đăng chia sẻ chiến thuật nhưng mà danh tinh anh chẳng hạn, là cái bài đấy cũng sẽ được câu được rất là nhiều tương tác. Nhiều ông nguy hiểm mà sẽ vào ui ông này mẹ danh thấp chia sẻ đấy, cái thực bài đấy nó cũng sẽ nhiều tương tác anh em ạ. Đấy, ví dụ như bài này nó chỉ có 28 like thôi nhưng mà cũng tiếp cận được 2700 anh em, 21 comment đấy chưa, đấy là một dạ. Đấy, niềm vui nho nhỏ thì đây bài này thì tương tác chưa nhiều lắm, tôi sẽ chỉ cho anh em. Đấy, ví dụ như bài này chỉ up mỗi cái ảnh sao lại còn đây là một trong những cái bài mà bên phía anh Max Xuân anh sẽ định hình là một dạng bài quảng cáo. Đấy, một dạng bài mà quảng cáo thì tương tác nó sẽ thấp. Đấy, thấy không, có 259 người tiếp cận thôi, không ngon. Đấy, mấy ông mà cứ đăng ẩn danh này làm sao mà leo top được, đúng không? Đấy, tuy nhiên là đây là một trong những cái dạng bài là gì, thằng nào ngon hơn. Đấy, cái dạng bài thằng nào ngon hơn, mặc dù là đăng ẩn danh vẫn có nhiều người tương tác. Cái cách để các ông leo top rồi kiếm quà đây này. Đấy, đây lại một bài nữa, thằng nào ngon hơn. Nếu ví dụ như mà các ông chỉ đưa ra một cái câu hỏi thằng nào ngon hơn thì tương tác nó sẽ rất thấp. Thấy chưa? Cũng giống như anh em comment ở trên kênh chat này thôi, cứ thằng nào ngon hơn là người ta không có muốn tương tác với mình. Mà mình phải có những cái lời hay ý đẹp, mình phải có cái câu dẫn chuyện. Đấy, nó phải vào đề như thế nào thì người ta mới muốn tương tác. Cũng là câu chuyện thằng nào ngon hơn thôi. Nhưng mà nếu mà chỉ bâng quơ một câu hỏi đơn giản như thế này thì anh em người ta sẽ rất ít chú ý. Cái này là mình lấy trong cái group của anh em mình hơn 37.000 người nhá. Đấy, chứ tôi không nói là về mặt quan điểm cá nhân của bất kỳ ai cả. Đây. Đấy, nhưng mà anh em nhìn thấy cái ông này, mặc dù nó cũng là cái dạng gì thằng nào ngon hơn, đấy, nhưng mà ông ấy đưa ra cái quan điểm của ông ấy trước. Bao giờ ông thế, đưa ra cái quan điểm của mình trước, sau đấy thằng nào ngon hơn các thứ thì tương tác nó lên cao hơn. Ờ, thấy không? Cái cách để các ông tương tác á, cái cách để các ông tương tác đó. Đấy, nó điển hình như ông này, mặc dù mẹ đăng bài không khác gì shipper bán hàng, đúng không? Đấy, quảng cáo thậm chí là đưa cả logo Shopee lên đây, thế mà tương tác nó vẫn đỡ hơn. Đấy, ông này đăng cái này là đăng tương đối sai cách. Rồi vì sao? Đăng quăng cả link sản phẩm, hình ảnh sản phẩm, có thứ dí hết lên bài đăng này. Đăng này là không có chuẩn SEO tí nào. Thế nhưng mà ở thì cũng vẫn được nha. Đấy, người ta vẫn có đọc. Bởi vì sao? Bởi vì ông này là ông ấy đưa ra cái quan điểm của ông ấy trước. Ông ấy review trước. Ông ấy đưa thông tin. Nha. Anh em thấy chưa? Đó là lại có một ông vào tranh thủ bán hàng rồi. Shitter ác. Đấy là cái cách để anh em tương tác đó anh em. Chứ còn cứ vào cứ bừng quờ anh ơi thằng nào ngon, thế bây giờ chỉ có donate thì người ta mới chú ý đâu. Các bạn cứ để ý mà xem. À, ok, đó là câu chuyện là bày cho anh em cách để anh em có thể leo top tương tác trong group. Đấy. Đây, anh em, tôi đã lấy top 5 và tôi đã xáo trộn. Đấy, ví dụ như ông thiếu tiền này mà quay vào cái khóm này là ông ấy cũng ngon phết rồi này. Và chúng ta sẽ theo đúng như là cái voting của anh em ngày hôm nay nhá. Đây, ngày hôm nay thì đã có hơn 300 anh em bình chọn và 72% anh em lựa chọn là anh em thích con G45 Pro hơn. Như vậy là con này nha anh em nha. Con này, con G45 Pro Thunder Robot. Con này thì mình sẽ giveaway cho anh em một con nguyên siêu luôn. Đấy, bọc siêu đang còn nha. Đấy, tôi review con này rồi, nhưng mà nó là con khác. Còn con mà tôi giveaway cho anh em sẽ là con nguyên siêu. Yeah. Con này thì tôi mua về với giá là 466.000. Đấy, tôi không biết tại sao anh em lại không chọn con này nhỉ? Trong khi con này đắt hơn mà. Đây, con T4 này đắt hơn anh em ơi. Anh em lại thích chọn con rẻ hơn. Ồ, ok. Đó là tại anh em nha. Con này mới về tay tôi. Đắt hơn lại không thích. Ồ, lều lều. Ok nhó ạ. Khả năng là do T4 client chưa lên video, anh em chưa biết đến rộng rãi. Nhưng mà hôm qua xếp test xong có bài review trên group rồi, nhưng chắc ít anh em đọc. Có cả giá luôn. Rồi. Rồi,
Thế bây giờ chúng ta đã có top ở đây rồi, mình sẽ quay thôi. Tan, chiếc tay cầm G45 Pro dành cho những người đóng góp nhiều trong group. Nào, Ado, em Tông Trung Anh là người đã chung giveaway. Vãi, em này nhà giàu lắm. Em này nhà giàu lắm. Đúng là nước chảy đúng chỗ. Anh gửi 5.000 lớp du baby. Xếp nhầm ngày rồi, kia là 28 ngày gần nhất mặt cười. Đâu 28 ngày mà. Cái đấy phải 28 ngày chứ, như thế thì nó mới đỡ mà em. Chứ không phải trong tuần. Cái này là đúng. 28 ngày như thế thì nó mới có điểm tích lũy. Có những cái người mà người ta tuần nào người ta cũng đóng góp trong top. Đấy thì người ta sẽ luôn luôn. Đây, em Tông Trung Anh đây rồi. Đây là người chuyên đăng bài flex đội hình. Đấy. Đấy, chỉ cần đăng có vài cái clip thôi lên top luôn anh em ạ. Úi trời ơi. Mẹo mua tay cầm nữa này. Chia sẻ này. Đây. Những cái bài ví dụ như chê Van der Sar được rất nhiều anh em hưởng. Đấy, bàn thắng dị hợm. Vật lý Ấn Độ. Đấy, cách để tương tác đây. Anh em thấy không? Làm cái highlight trong game thôi. Úi xưa. Thế là lên top tương tác luôn. Đó. Ok, chúc mừng em Trung Anh nhá. Anh sẽ lấy địa chỉ của em để tặng em món quà này. À, Trung Anh cũng vừa comment luôn. Ok em. 7 ngày nữa, tức là ngày 22 tháng 4. Lúc 12 giờ trưa mình cũng sẽ lại tiếp tục lên quay cho anh em nhá. Để tặng quà cho các bạn. Tuần này thì phần quà dành cho những anh em nào mà top tương tác trong group thì vẫn như vậy. Quy trình vẫn như vừa rồi. Mình sẽ chốt vào 12 giờ ngày 22 tháng 4. Như hôm vừa rồi luôn. À, như mấy phút vừa rồi. Còn một phần quà dành cho top donate trong tuần. Uầy, xếp trời lớn vãi. Em là giấu tên đây anh á, mấy ông giấu tên là không được. Mấy ông giấu tên làm sao mà chia được. 10.000 đồng Việt Nam được quất bởi Quốc Long xếp. Cho em hỏi mua tay cầm chỗ nào uy tín về à? Anh cảm ơn Long nè. Tay cầm Belibo sợ to à, uy tín em ơi. Đây, quả tay cầm này là phù hợp cho anh em gì. Hộp to vãi nồi. Đồ chơi đầy đủ. Đẹp chưa? Màu hồng cực kỳ phù hợp với những anh em hướng nội kênh ta. Úi dồi ôi, đây là chiếc tay cầm đẹp nhất mà tôi từng có luôn anh em. Úi đèn đóm RGB cũng phải gọi là tuyệt vời mặt trời. Con này về mà làm đèn ngủ đẹp phải biết. Phụ kiện còn đầy đủ. Con này trên Shopee là đâu đấy giá của combo này nó đang là 1.2 triệu hay 1.3 triệu thì đó anh em nhé. Anh em biết không, tôi đặt con này phải gần 10 ngày mới về đấy. Chê à. Xịn đâu, em ghét màu hồng. Em có thể tặng cho bạn gái, người yêu. Cầm tay nhau bước đi. Cùng nhau FD. Bắn đầy mặt. Tuyệt vời luôn. G5 Pro Max anh em nhé, RGB phiên bản hồng. Tôi sẽ tặng cho anh em nào top donate tuần này. Và tôi cũng sẽ chốt vào 12 giờ trưa 12 giờ ngày 22 tháng 4 tôi sẽ giveaway 2 con cho anh em với 2 nội dung khác nhau. Một là top donate tuần, 2 là top tương tác tuần trong group HND anh em nhé. Tham gia group HND. Mại dô. Đúng rồi, tham gia giúp HND luôn. Mà lại còn vừa tương tác vui vẻ với anh em lại vừa có quà. Trời ơi, tuyệt vời quá. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.